Hôm nay mình ra cái mương này giăng lưới ha các bạn. Giăng dài dài nha các bạn. Thấy nàng móng không bạn? Mà không biết nước chảy không. Thấy nước cũng im quá mà không biết chảy không. Cái mương chảy dài xuống đây các bạn. Có cái máy nó bơm nước. Ở đây có cống nè các bạn. Để mình xuống thả nha các bạn, thả lưới nha. Thử coi có nước có chảy không. Nếu chảy quá thì không văng đâu. Các bạn ơi, mình mới thả từ lưới này các bạn. Nước chảy các bạn ơi. Cua. Cá chốt các bạn. Cá chốt. Nước chảy. Cá rô. Cái sạc. Nước sâu mà chảy các bạn ơi. Nước tới ngực á các bạn. Đuổi trong cỏ này các bạn ơi. Sâu. Tới ngực tới cổ các bạn. Sâu quá các bạn ơi. Tôi đi ngâm chút nha các bạn. Ngâm chút rồi cuốn lên cho các bạn coi. Ở đây còn cây mát lắm các bạn. Cái cây cặp mé mương này các bạn. Phải nước này đừng có chảy á, sâu nhưng mà đừng có chảy dễ văng hơn. Bắt đầu nó chảy cái này nó dưới gốc với các bạn. Chút gỡ cũng mệt đó các bạn, cuốn lên cũng mệt á. Thôi ngâm chút nha các bạn, ngâm chút rồi. Chim kêu quá trời các bạn, trên cây này nè.
nước ruộng cũng còn. Nè các bạn ơi, mình dân tên lưới dưới nè các bạn, nước chảy rác quá trời các bạn ơi, đèn cua nè các bạn, cái rô. Đây dính được mấy cái dây vàng luôn các bạn, nè ba con luôn các bạn. Cái chì vàng á, con cái chì vàng á các bạn, nè ba con luôn nè, ba con. Mới nãy mình cuốn lưới mình thấy hình như có cá lóc nữa các bạn ơi, đây cá rô nè, có cá lóc nữa mà không biết nó ruột ở đâu rồi, để mình kiếm coi. Cá chê quá trời các bạn. Cái rô cái sạc. À đây nè các bạn ơi, đây cái lóc nè các bạn, cái lóc nè. Nước chảy rác quá trời các bạn, cây nó dính với các bạn ơi, gỡ khùng quá các bạn, kệ nó, cây dính nhưng mà có cá cũng được các bạn. Ở đây mà nước mà nó đừng có chảy các bạn ơi. Đấy, nước nó ít đứng á, dễ văng lắm các bạn, nước chảy quá văng cái nước nó cuốn cái lưới xuống nằm sát xuống các bạn, cá nó cũng không dính. Nhưng mà như đây cũng được các bạn ơi, tưởng đâu không có chứ. Có chì vàng không các bạn? Có chì đồng không á? Nè vàng không nè. Ba cái chê, cái lóc với mới cái rô cái sạc đó các bạn. Thôi về về các bạn ơi. Được ba cá chê, cá lóc, cá chốt giấy nè các bạn, giấy bự với hai cái rô cái sặc rồi này kia các bạn, ba cá chê nè các bạn.
Cái chê này cái chê vàng đó các bạn, cái chê đồng á. Nhiều đây đủ ăn cả ngày rồi các bạn ơi. Phải nước chứ mà đừng có chảy nó im á. Chứ nhiều luôn các bạn. Nếu mà nó chảy đè lưới xuống á, rác nhiều lắm các bạn. Nước nó mà nó đứng cá nhiều lắm. Như đây có tiêu ăn các bạn, hơi chiên, để chút chiên các bạn. Cái chiên tươi.